lời đầu tiên thì cho con gửi lời biết ơn đến cô Mai, sau đó gửi lời biết ơn đến cô Sơn, cô Tiên và chú Mở. Bởi vì thực ra ngày đầu tiên đến đây học, con với tâm thế không giống tất cả mọi người ở đây. Bởi vì con học ở đây mục đích chỉ về để làm cho mẹ và làm vừa lòng mẹ thôi, chứ không phải là mục đích giống như tất cả các cô ở đây. Nhưng mà trải qua một cái ngày học đầu tiên thì chỉ cần một buổi sáng thôi thì cái tư duy nó cũng đã khác rồi. Và đến buổi chiều, mặc dù buổi chiều đấy hôm đấy nó thật sự không có được trọn vẹn, nhưng mà cái cảm nhận của con sau cái ngày học đầu tiên ấy, nó cũng làm thay đổi cái tư duy. Thay đổi tư duy ở đây có nghĩa rằng là không biết là có đủ duyên để đi con đường giống như các cô ở đây đã chọn hay không, nhưng mà trên cái con đường con đang đi chắc chắn sẽ gắn liền với cái này. Bởi vì sao? Bởi vì con hiểu thêm được về dinh dưỡng, con hiểu thêm được về cách hỗ trợ cho những người mà giống như người ta đang đau, người ta đang mệt mỏi. Có nghĩa rằng là con có thể thay vì những cái việc mình đi nói làm từ thiện thì nó hơi gọi là cao sang, nhưng mà đấy là cái tâm nguyện của con. Thì trong cái bước đường mà con đang đi liên quan đến giáo dục thì chắc chắn con sẽ làm những cái việc đó để nó tiến hành song song. Và đặc biệt là cái vấn đề về dinh dưỡng, bởi vì con làm giáo dục, làm tiểu học và làm mầm non thì con thấy cái kiến thức này nó cực kỳ quan trọng trong cái lĩnh vực mà con làm. Và cũng có thể là đây nó cũng sẽ là cái động lực mà con có thể phát triển được cái trường mầm non của con. Chưa dám nói gì nhiều, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái điểm khác biệt hơn so với những trường khác. Thế nên là con rất là biết ơn các con, và biết ơn nhiều nhất là mẹ con. Không có từ đi ra khỏi nhà thì chắc chắn là không có ngày hôm nay rồi ạ. Đó là